Mới đây, đoạn clip trích xuất từ camera hành trình được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Theo đó, khi đang lưu thông trên đường, người đàn ông điều khiển xe tải vượt ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều. Một tình huống giao thông rất bình thường, nhưng ngay lập tức ô tô con đuổi theo dùng ép xe tải vào lề. Hai người ngồi trên xe con cầm theo tuyếp sắt mở cửa lao lên ô tô tải. Tài xế xe tải hỏi, sao thế anh? Liền bị hai đối tượng chửi xa xả vào mặt. Mày đi láo thế hả? Rồi liên tục cầm thanh sắt đập vào bên trong. Người đàn ông có chút giật mình nhưng vẫn cố gắng nhỏ nhẹ giải thích. Em có thể sai thì anh thông cảm. Dẫu vậy, hai đối tượng kia vẫn liên tục chửi bậy thách thức. Mày đi xuống đây thì tao không đánh mày nữa. Mày có xuống không? Mày định vẫy ai hả? Nhà tao ở đây đấy. Tài xế vẫn quyết cố thủ trong xe. Em không xuống, xe em có cam ở đây nhé. Nghe vậy, hai người đàn ông càng lao thẳng vào trong xe đấm túi bụi, cầm gậy quật thẳng vào người. Nam tài xế chịu đòn không phản kháng, chỉ nói, có gì em xin lỗi các anh. Nghe đến đây, hai người đàn ông đi ô tô con mới dừng tay, bỏ đi không quên nhắc nhở. Mày đừng có láo, đừng có vượt ẩu. Dư luận phản ứng rất gay gắt trước hành động ra tay đánh người bằng tuyếp sắt của các đối tượng. Nhiều bình luận cho rằng, nếu không bằng lòng với cách đi của xe tải thì chỉ nên nhắc nhở nhẹ nhàng, không thể dùng bạo lực để giải quyết. Theo dòng sự kiện hot đang diễn ra trên mạng xã hội, mới đây hình ảnh một xe ô tô tiền tỷ cháy rụi được chia sẻ rộng rãi khiến dân tình rất tò mò. Thông tin được chia sẻ khoảng 1 giờ 15 phút ngày 11 tháng 10, tại khu vực cổng chào khu 6 thuộc tổ 1, khu 6 phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, người dân phát hiện ra xe ô tô nhãn hiệu Volkswagen Tiguan biển kiểm soát 14A389XX bị cháy rụi. Lúc đó, chiếc xe đổ bên phải đường phố Ngô Thị Nhậm, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long. Khi người dân phát hiện thì xe đã hư hỏng nặng, toàn bộ phần đầu xe, hai lốp trước, gương chiếu hậu, kính chắn gió trước và hai bên đã vỡ, táp lô và khoang ghế lái đã cháy hết, bốn cánh cửa chốt không mở được. Có những thông tin cho rằng chiếc xe này bị cháy là do hậu quả của một vụ bắt ghen. Nhiều lời đồn đại xung quanh cho rằng đây là tài sản chung của hai vợ chồng, nhưng người vợ phát hiện chồng chở em gái mưa nên đã ra tay dằn mặt. Thông tin này đã khiến dư luận chú ý bàn tán, nhất là hội phụ nữ sau hàng loạt vụ đánh ghen ầm ĩ có liên quan đến xe ô tô. Tôi không biết nhà giàu thế nào, nhưng riêng vì ghen tuông, vì chồng ngoại tình mà phá luôn con xe đúng là dại. Chưa kể vì cái lý do này mà đáng lý ra tòa êm đẹp thì giờ người vợ sẽ bị đay nghiến. Đừng nói đến chuyện chồng của bà, xe của bà thì bà có quyền ở đây. Nếu người vợ ấy muốn đi bước nữa thì chồng mới sẽ ngại. Vậy đi cho gọn, chứ mấy chị khác cứ trèo lên nắp capo chửi bới, đu bám vừa nguy hiểm bản thân vừa mất mặt. Nghe bảo cứ cùng nhau lúc cơ hạn, tay trắng xong lên đời mua ô tô là các anh thích đi bay lượn nên các chị đốt xe cho khỏi bay thôi. Tôi nghĩ cái này cháy do chập điện chứ không đánh ghen gì đâu mọi người. Thông tin giật gân này phải kiểm chứng. Theo báo giao thông, nguồn tin từ công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho hay, sau 17 tiếng xảy ra vụ cháy xe ô tô Volkswagen, chủ xe mới chịu đến cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại cơ quan công an, anh Nguyễn Trung Hắc, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, chủ xe không tiết lộ gì cho cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Vì thế có hay không chịu đánh ghen là chưa xác định được. Một clip khác cũng gây chú ý không kém khi mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, ghi lại cảnh một lớp học tổ chức sinh nhật cho cô giáo của mình. Nhân vật chính đáng lẽ là cô giáo, nhưng chỉ vì sự thiếu cẩn thận của cô mà một nữ sinh trong lớp bỗng bị vạ lây. Đoạn video quay lại cảnh cô giáo chụp ảnh bánh sinh nhật cùng tụi học sinh. Đang chuẩn bị được ăn bánh rồi, ai ngờ cô giáo khi chụp lại cầm nghiêng chiếc bánh khiến nó theo đà rơi trúng đầu một nữ sinh trong lớp. Chẳng cần nói cũng hiểu, cả lớp được phen hốt hoảng cỡ nào. Cô giáo cũng nhanh chóng cúi xuống đỡ cho cô bạn, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Nhiều người còn đùa vui rằng, không khéo nhờ sự kiện éo le này mà nữ sinh được cô giáo nhớ mặt hơn đấy.